Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng nồi áp suất điện đa năng của Behr nha. Các nút điều chỉnh cảm ứng một chạm cực dễ sử dụng, bạn nhấn nút Function để chọn chế độ mong muốn. Nhấn nút Take Tour để chọn thời gian phù hợp nhất. Có thể nhấn Preset Time để chọn chế độ hẹn giờ và cuối cùng là nhấn nút Start. Để Behr thực hiện chế độ nấu cơm cho bạn xem nhé. Khi đủ nhiệt độ cần thiết, đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược đó. Sau khi hoàn thiện, màn hình sẽ hiển thị như trên video. Lúc này, mình cần lưu ý khi ấn bạn xả, cần đợi hơi trong nồi bay ra hết thì mới mở ra nha. Với việc giữ ấm, bạn chỉ cần đậy nắp và nhấn Keep Warm. Với các bước chế độ nấu khác, bạn thực hiện tương tự nhé. Chúc bạn chinh phục thành công mọi công thức cùng nồi áp suất nha.